Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến Trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta Luôn luôn có rất nhiều những chuyện chúng ta Phải lo lắng, phải băn khoăn và tính toán Nhiều khi chúng ta không biết được việc nào là quan trọng Cần phải ưu tiên trước Trong đoạn tin mừng của Chủ Nhật thứ 16 mùa thường niên hôm nay cho chúng ta biết đâu là điều quan trọng cần phải ưu tiên trước. giờ đây chúng ta hãy bắt đầu lắng nghe lời Chúa. tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia và có một người phụ nữ tên là Matta rước người vào nhà. bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Matta bận rộn việc thiết đãi khách bà đứng lại thương người rằng Lạy thầy, em tôi để tôi hầu hạ một mình, thầy không quan tâm sao? Xin thầy bảo em tôi giúp tôi với Nhưng Chúa đáp Mát ta, ta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện Chỉ có một sự cần mà thôi Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy đi Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến. Trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta, mở mắt ra là có biết bao nhiêu chuyện để băn khoăn, để lo lắng. Chính vì thế mà lời Chúa Giêsu nói với cô Mát Ta, Mát Ta, Mát Ta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Cũng là lời Chúa nói với mỗi người chúng ta. Chúng ta thường hay lăng xăng trong công việc giữa đời. Chúng ta thường hay lăng xăng trong đời sống đạo. Chúng ta thường hay lăng xăng ngay trong chính tâm hồn của mình. Chính vì quá lăng xăng nên không tập trung tâm trí xác hồn để thống nhất nên một. Việc cầu nguyện có thể là không có hoặc trở nên rời rạc trong tâm hồn. Chính vì thế mà Thiên Chúa cũng bị xé ra thành nhiều mảnh vụn, chỉ còn là ơn này ơn kia, được này được nọ mà không gặp gỡ được trọn vẹn chính mình ngài. Hằng ngày không có giờ ngồi lắng nghe thì cũng chẳng biết được ngài vẫn luôn nhắc nhở mình. Con ơi sao con quá lăng xăng tất bật vậy? Khi nhắm mắt xuôi tay từ dã cõi đời này trình diện trước mặt ngài mà ngài nhắc lại con ơi sao con quá lăng xăng vậy? Thế thì làm sao mà tôi có thể bước vào vương quốc yêu thương của Ngài được đây? Việc tĩnh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày là điều cần thiết để nghe Ngài đang hiện diện nói với mình. Việc tĩnh lặng trước lời của Ngài trong ngày là chuyện hết sức cần thiết để nghe chính Ngài ngỏ lời với mình cô mata thì tất bật lo việc phục vụ chính vì lăng xăng tất bật mà cô đã thốt lên thưa thầy em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao xin thầy bảo nó giúp con một tay cô đã khó chịu ghen tị với người khác cô đã trách móc thầy của mình cô đã có tâm hồn bất an dễ nổi cáo chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi đôi khi tự mình lăng xăng tất bật làm ra vẻ mình quan trọng việc làm của mình là số một muốn mọi người phải quan tâm phải chú ý tới mình mà không phân biệt được cái gì đáng trân trọng cần làm trước còn những thứ phụ kia chỉ loáng một cái là có thể xong ngay Cô Mata ra như nhắc thầy và trách thầy. Thưa thầy, em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao? Hình như thầy vô tình quá. Thầy chẳng quan tâm chú ý tới người đang cặm cụi vất vả để phục vụ thầy đây. Bà quá bỏ có hai xu vào thùng tiền cuối nhà thờ thầy còn để ý đến. Thế mà con vất vả phục vụ thầy đây, vậy mà thầy chẳng để ý ngó ngàng gì tới. Xin thầy bảo nó giúp con một tay. Mắt ta không mắng trực tiếp em của mình. Cái con ranh kia sao mày không biết chị mày đang vất vả mà cứ đực mặt ra đấy. Nhưng lại nhắc khéo thầy giá mà mắt ta đừng lên tiếng thì không có chuyện gì phải ầm ĩ nhưng cám ơn cô vì cô đã lên tiếng nên cô cho hậu thế biết đường lối của thầy giê xu như thế nào và từ đó cô cứ bị mang tiếng cho đến ngày hôm nay là tham việc hoạt động mà không chịu ngồi yên tĩnh lặng để lắng nghe lời chúa thật ra làm việc hăng say tốt lành chẳng có ai trách cứ chuyện gì nhưng nó có nguy cơ Thứ nhất là dễ làm xa cách Chúa Cõi lòng lúc nào cũng động rối cả lên Không còn tập trung chìm sâu lắng động Để nghe thấu nỗi lòng Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá Thứ hai là dễ mau tới chỗ đề cao mình Mắt người khác chú ý tới mình Cụ thể có phải giống như câu chuyện chúng ta nghe đây hay không? trong muôn vàn chuyện phải làm thì cô maria đã chọn chuyện tốt nhất đó là cô này cứ ngồi bên chân chúa mà nghe lời người dạy và sẽ không bị lấy đi điều quan trọng là mỗi người chúng ta biết điều gì quan trọng đối với mình hơn để rồi thực thi theo đúng ý định của thiên chúa muốn làm được điều đó thì phải hoán cải chuyện hoán cải biến đổi chẳng dành riêng cho ai nếu mỗi người không trở về vào trong chính lòng của mình để lắng nghe để nhận ra nỗi khát vọng khôn nguôi và chỉ có đấng đang hiện diện mới lấp đầy lòng mình mở toang tâm hồn mình ra cho đấng là tình yêu chiếm hữu amen